Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu. Bộ truyện ma kinh dị, linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 54, chương 344, đánh tia chớp. Tại hang đá dưới đất của Hà Đông Trấn, Sa Trần kéo Nhậm Đình Đình đi vào, hít sâu, cảm thụ được linh khí dư thừa ở trong hang. Sa Trần cười nói, may mắn là hang đá vẫn còn, hình như cũng không có bị quỷ quá chiếm cứ. Thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, lại thêm nguyệt âm linh lộ, tốc độ đột phá tu vi của nàng sẽ rất nhanh đó. Ánh mắt của Nhậm Đình Đình mềm mại, đáng yêu nhìn hắn, dựa theo phân công của Sa Trần, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển Vân Cung Lôi Thần Quyết. Trước đó Nhậm Đình Đình tu luyện là Tử Hà Linh Khí, là thuộc Kim Đan Pháp. Lúc ấy chỉ có bộ công pháp đó là hoàn chỉnh, mà có lẽ là tương đối an toàn. Trước Nguyên Thần không có tam tai, Nguyên Thần Lôi Kiếp sẽ phá kinh khủng. Bây giờ Sa Trần đã nắm giữ biện pháp để độ phong tai, hỏa tai, tự nhiên phải để Nhậm Đình Đình chuyển tu Thiên Sư Thần Hồn Pháp. Trước khi thay đổi lịch sử, hắn để La Tang đem toàn bộ tài nguyên của môn phái thu thập, tập trung lại. Bây giờ phát huy tác dụng, lưu lại một bộ phận cho Mao Tiểu Phương, còn lại để cho Nhậm Đình Đình tu luyện. Nguyệt âm linh lộ. Bàn tay của Sa Trần lật một cái bình ngọc cổ dài xuất hiện ở trong tay. Nghiêng miệng bình, một giọt nguyệt âm linh lộ chảy ra, lơ lửng trên không trung. Hắn còng ngón tay búng tới, nguyệt âm linh lộ chui vào mi tâm của Nhậm Đình Đình. Cả người Nhậm Đình Đình khẽ run lên, ở trên người truyền đến một cỗ hấp lực, linh khí ở trong thạch động ầm ầm trào tới, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của nàng. Khí tức của nàng cũng từ từ chậm chậm mạnh lên. Thấy vậy, Sa Trần hài lòng gật đầu, không thèm quan tâm đến nàng nữa, lấy ra Thất Tinh Yểm Nguyệt Đao, âm thầm trầm ngâm, không biết sức mạnh luyện hóa của nó có thể phá giải lớp phong ấn thứ tư hay không. Sức mạnh của hệ thống bắt đầu rót vào trong Thất Tinh Yểm Nguyệt Đao, cũng không có kiến công, mà trong dự liệu của hắn không nhủ chế. Hệ thống cướp mất của ta hơn 10 vạn điểm năng lượng, nhất định phải nghĩ biện pháp bù lại. Có điểm năng lượng, thực lực của ta sẽ tăng lên rất mạnh. Chờ Nhậm Đình Đình tu luyện có thành tựu, lúc đó sẽ ra ngoài cùng Trảm Yêu Trừ Ma. Ở dưới hang đá có không gian tiêu thổ, không gian tiêu thổ quỷ hồn ở bên trong tuyệt đối không ít, cũng rất mạnh. Ở nơi này có thể là địa bàn của Địa Tạng Vương, cũng không thể vọng động. Sao trời lấp lóe, bóng đêm mê người. Ở trên hang đá, trên đồng cỏ, Sa Trần ngồi nằm gối lên chân của Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình tràn ngập yêu thương vuốt ve mái tóc của hắn. Màn đêm mỹ hảo mà tịch mịch. Bao giờ mới đi tìm Tang Tang? Nhậm Đình Đình đột nhiên hỏi. Sa Trần giật giật thân thể. Sư phụ đã nắm được trí nhớ. Anh cũng có được trí nhớ của người. La Tang, dưỡng phụ và dưỡng mẫu, ba tư bà đều đã chết. Hiện tại nàng đang ở dưới chân Hồng Sơn, cùng ở với Hắc Mân Côi, còn có cả Hà Mễ cũng đang chiếu cố nàng. Không biết anh có nên đi quấy rầy nàng không? Cũng vậy, tất cả đều thay đổi. Nàng không nhớ rõ anh, bất quá em muốn đi tìm nàng. Nhà đầu đó làm cho em nhớ. Nhậm Đình Đình đau lòng nói, vậy mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi. Còn có cả Châu Châu. Sa Trần ngồi dậy, ôm nàng vào trong ngực. Châu Châu ở nước ngoài rất tốt, như vậy là đủ rồi. Em làm chị, nhất định phải để cho nàng thêm phiền phức làm gì. Đúng rồi, em không nhận em gái này, nhà cũng không cần nữa. Nhậm Đình Đình hờn dỗi nói. Nói tất cả mọi thứ xong, liền cười cười.
Vậy còn Mã Đa Na thì sao? Sa Trần nghe đến đây thì đau đầu. Thôi đi, anh cũng với nàng không có quan hệ gì cả. Em biết mà, trong lòng của anh chỉ có em thôi. Nhưng mà em thấy là nàng yêu anh đó. Là ngoài ý muốn. Khu Ma Long tộc chính là một cái rắc rối lớn, là ở trung tâm của vòng xoáy. Tốt nhất là không nên tiếp xúc với nàng. Sắc mặt của Sa Trần ngưng trọng nói, Mã Tiểu Linh, anh sợ em rồi đó. Không phải là mỗi một cô gái em đều muốn xách anh đi gặp hay sao? Có lẽ chúng ta bàn bạc chính sự đi. Thời không rối loạn, vận mệnh thay đổi, nó không chừng anh có thể để cho em một đứa con đó. 3 ngày sau, Sa Trần mang theo Nhậm Đình Đình bay về Quảng Đông. Vốn là muốn ra thiên ngoại thiên luyện hóa yêu quái, kết quả đi xem một chút không thấy một bóng quỷ ảnh. Không tồn tại, hắn nghĩ đến Cửu Thúc. Còn có cả nơi Cửu Thúc ở, tất nhiên là gặp quỷ. Đây là quy luật cơ hồ. À, có người đấu pháp. Lúc hai người bay đến trên tiểu trấn của Cửu Thúc, trời đã tối. Sa Trần cảm giác được pháp lực ba động, liếc nhìn Nhậm Đình Đình cùng bay đi. Sư phụ, người thả Tiểu Hồng đi, nàng rất đáng thương đó. Phi Bảo chặn trước người của Tiểu Hồng, cầu khẩn. Hai tay của Cửu Thúc đang giơ lên hai tấm linh phủ bốc cháy nói, ta không thả thì ngươi định làm gì? Là quần nẩu với người đó. Cái gì? Ngươi dám đánh ta sao? Cửu Thúc cười lạnh, ngươi động thủ thử xem. Phi Bảo giơ lên nắm đấm, không đành lòng. Sư phụ à, người đừng ép con mà. Ta cứ ép người đó. Cửu Thúc tiến lên một bước, liền đem linh phù ném về phía Tiểu Hồng. Sắc mặt của Phi Bảo biến đổi, quát lên một tiếng, một quyền đấm thẳng vào bụng của Cửu Thúc. Cửu Thúc bay ra ngoài quỳ trên mặt đất, ôm bụng, khuôn mặt đỏ bừng bừng, trên trán nổi gân xanh, con mắt trợn trừng, đau nói không lên lời. Người dám đánh ta? Sư phụ à, con thật là xin lỗi đó. Nhậm Đình Đình vừa hạ xuống tiểu viện liền bật cười. Cửu Thúc vẫn đáng yêu như vậy. Sa Trần cũng mỉm cười. Đạo hữu. Cửu Thúc nhìn thấy Sa Trần vừa mừng vừa sợ, đứng lên vừa định nói chuyện lại bị đau quỳ sụp xuống. Cửu Thúc, người làm gì mà không đánh được một con quỷ vậy? Sa Trần đến đỡ lão dậy cười hỏi. Cửu Thúc trả lời, quỷ hại người nhất định là phải thu. Đạo hữu, để cho người chế giễu rồi. A Hải, chúng ta đi. Sư phụ đi đâu vậy? A Hải hỏi. Về nhà dạy dỗ cái tên kia, làm gì còn mặt mũi lửa ở lại đây chứ. Cửu Thúc đau lòng nói. Phi Bảo nghe vậy trong lòng cũng rất áy náy. Trần ca, hắn... Nhậm Đình Đình kinh ngạc chỉ vào A Hải. Hắn không phải là đại sư huynh đâu, chỉ là giống nhau một chút thôi. So với A Hải, Sa Trần càng để ý đến nữ quỷ Tiểu Hồng hơn. Trong bộ phim Anh Thúc Linh Huyễn cũng tìm không ra con quỷ thứ hai có thể đem lại nhân quả, thiện ác đấu triệt, trọng tình trọng nghĩa như vậy. Tu vi của Tiểu Hồng rất cao, phải đạt đến luyện khí ngũ trọng. Ở trên người cũng không có lệ khí và oán khí, một tia huyết sắc cũng không có, chứng minh nàng chưa từng giết người. Cô nương, người là thuần dương, quỷ là thuần âm, người ở lại bên cạnh bọn họ cũng không tốt, có lẽ cũng sớm nên đầu thai chuyển thế thôi. Tiểu Hồng lắc đầu. Nhưng ta không muốn rời khỏi mẹ ta. Sa Trần cũng không nhiều lời, không luyện hóa nàng, thiếu điểm năng lượng cũng không thể làm việc thất đức. Hắn rất ít khi luyện hóa quỷ tốt. Đi ra khỏi nhà của Phì Bảo, Cửu Thúc có chút thất lạc hỏi. Đạo hữu. Cửu Thúc, gọi ta là A Trần đi. A Trần, ta bắt quỷ là sai sao? Cửu Thúc hỏi. Bắt quỷ đương nhiên là không sai, đây là chức trách và thiên chức của người tu đạo chúng ta. Thế nhưng Cửu Thúc, quỷ cũng như người vậy, cũng phân tốt xấu, thiện ác. Chúng ta cũng không thể nào cua đũa cả nắm. Nữ quỷ vừa rồi cũng chưa từng hại người, xem như là quỷ tốt. Sa Trần nói. Nhưng mà nhân quỷ khác đường, nàng ở lại cũng chỉ là hại người, ta không làm sai. Cửu Thúc cố chấp. À Trần, người nói cũng có lý, vậy để cho ông trời quyết định vậy. Cửu Thúc giơ tay hô. Thường thiên, nếu như ta sai thì trời đánh sét xuống đi. Bỗng nhiên ở trên trời ầm ầm có tiếng nổ vang như lôi minh. Cửu Thúc cười cười xấu hổ. Là trùng hợp thôi. Một lần nữa, ông trời à, nếu như mà Cửu Thúc ta Lâm Cửu đã làm sai, vậy ông trời cho thiên lôi đánh chết ta đi. Một đạo thiểm điện đánh oành một cái xuống sát bên chân của Cửu Thúc. Cửu Thúc khuôn mặt ngơ ngẩn. Nhậm Đình Đình cười đến rũ cả người ra.
Sa Trần và A Hải nhịn không được cũng bật cười thành tiếng. Chương 345, trùng cổ. Người tu đạo thường thường đối với ông trời luôn luôn có kính ý, lại thêm Mao Sơn lôi tai hủy hoại chỉ trong chốc lát vừa mới xảy ra, cầu thúc tư tưởng quan điểm trong nháy mắt thì giật mình. Đến cả ông trời cũng cho rằng là ta sai. Thôi thì là ta sai. A Hải, A Trần, chúng ta cùng về thôi. Cầu thúc quay người nói. A Hải sững sờ. Đi về đâu ạ? Người nói đi về đâu bây giờ? Cầu thúc trừng mắt liếc nhìn một cái, bước vào cửa chính nhìn Phi Bảo. Sa Trần và Nhậm Đình Đình cũng đi theo. Phi Bảo đang an ủi nữ quỷ Tiểu Hồng, trông thấy sư phụ quay lại liền khẩn trương đứng lên ngăn trở Tiểu Hồng. Sư phụ, tại sao lại quay về vậy? Ta không thể vào sao? Hai, ta không phải là đến bắt quỷ. Tiểu Hồng cô nương, thật xin lỗi, ta không nên nói là quá đáng. Cầu thúc thành khẩn, lời này vừa nói ra thì Phi Bảo ngây ngẩn cả người. Tiểu Hồng hoảng loạn. Đạo trưởng, đừng nói như vậy, ta là quỷ, người bắt ta là thiên ý. Cái này là ta muốn mang mẹ ta đi. Cổ cũng không thể đi đâu. Cầu thúc ngăn lại. Tiểu Hồng nổi giận. Đạo trưởng, người không cho ta ở lại, cũng không cho ta đi, người rốt cuộc muốn làm gì? Không phải, ý của ta là cô đến nhà ta ở đi. Cầu thúc nói. Đến nhà của người? Tiểu Hồng không dám tin, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Một nữ quỷ thích suy nghĩ lung tung. Đúng vậy. Cầu thúc cười cười gật đầu. A Trần nói rất đúng. Cô là quỷ, quỷ là thuần âm, người là thuần dương. Cô cùng với người ở một chỗ, đối với tất cả mọi bên đều không tốt. Mẹ của cô có phải là thường xuyên sinh bệnh hay không? Sư phụ, người không sợ sao? Phi Bảo hỏi. Sư phụ người là âm dương điều hòa, ta không sợ những thứ này. Phi Bảo, A Hải, mang Tiểu Hồng cô nương về nhà đi. Cầu thúc phân phó. A Trần, chúng ta đi. Chờ một chút. Phi Bảo gọi cầu thúc lại, cúi đầu lẩm bẩm. Sư phụ là con trai rồi, con không nên đánh người như vậy. Người hay là người đánh lại con một quyền, coi như là hòa đi. Hay, đằng nào người cũng là đồ đệ của ta, bỏ đi. Cầu thúc ra vẻ hào phóng. Sa Trần trong mắt nhìn thấy cũng vui vẻ. Phi Bảo này rất đáng thương, thành thật nói. Sư phụ, người thường thù rất dai, thôi mà người đánh con một quyền thì con chịu được mà. Sa Trần, Nhậm Đình Đình và A Hải vui vẻ xem náo nhiệt. Nữ quỷ Tiểu Hồng còn muốn cầu tình, bị A Hải kéo lại. Gia hỏa này cũng đủ xấu mà. Được rồi, vậy một quyền ta sẽ đánh nhẹ tay thôi. Cầu thúc chớp chớp mắt, ra vẻ một đạo xem thường, sau đó không cho Phỉ Bảo cơ hội mở miệng, một quyền đấm thẳng lên ngực của Phỉ Bảo. Thân thể gần 200 cân của Phỉ Bảo bộp một cái bay văng ra ngoài, đập nát cả cái bàn. Sư phụ ạ, cái này mà gọi là nhẹ sao? Ta đã rất nhẹ rồi đó. Hay thật muốn ta ra tay thì một quyền sẽ đánh chết người đó. Cầu thúc đại thù đã báo, toàn thân đều rất vui vẻ xoay người rời đi. Vừa đi vừa vung vung nắm đấm, là dùng tay sức quá nhiều, đau cả tay. Cầu thúc đi về nhà, cùng hắn nói chuyện luận đạo một phen, hỏi thăm rõ ràng xung quanh có nơi nào yêu ma quỷ quái chiếm cứ. Sau đó Sa Trần rời đi tìm quán trọ nghỉ ngơi. Ở bên ngoài trấn nhỏ, Sử công tử và một pháp sư tóc trắng đang lén lén lút lút đi vào một mảnh đất hoang, đem một cái thứ đồ vật loạn thất bát tao để ở dưới đất, muốn lập pháp đàn, chuẩn bị khai đàn làm phép. Pháp sư, tên mập chết bầm kia nhiều lần làm xấu chuyện tốt của ta, người nhất định phải giết chết hắn. Sử công tử nói. Sử công tử yên tâm, Phi Bảo đêm nay chắc chắn phải chết. Vị pháp sư tính toán kỹ, nắm lấy một cái chén sứ đứng dậy, đi vòng qua pháp đàn, ở bên hai cây khô một lớn một nhỏ dừng lại. Cái chén mở ra, ở bên trong đầy những rán đang bỏ qua bỏ lại, không ngừng từ trong chén leo ra, trông rất dọa người. Điều dọa người hơn vẫn còn ở đằng sau. Pháp sư đưa tay quấy quấy trong chén, đàn rán bị sao động. Pháp sư bốc lên một nắm nhét vào trong miệng những cái thây khô.
Con rán bò vào bên trong. Cái thây khô đang khô quắt lập tức đầy đạn trở lại. Đây chính là dùng trùng khống thi chi thuật, thuộc về trùng cổ chi thuật. Cổ thuật bắt nguồn từ Miêu Cương, là thủ đoạn mà người Miêu dùng để đánh với xài lang hổ báo, cũng là để ứng đa phó với môi trường khắc nghiệt, về sau dùng để trừng phạt những người đàn ông phụ lòng. Những cô gái mỹ lệ rung động lòng người của Miêu Cương đối với tình yêu cũng rất trung thành. Với một số tên háo sắc xâm nhập vào trong Miêu tộc lừa tiền lừa sắc, những cô gái Miêu Cương cũng đã thay đổi, dần dần phải thông minh, tàn độc hơn. Các nàng từ nhỏ đã nuôi cổ trong cơ thể, gọi là đồng sinh cộng tử cổ. Loại cổ trùng này sinh sôi trưởng thành trong cơ thể của các nàng, cũng không có chí mạng. Trong lúc các nàng cùng phòng lấy chồng, cổ trùng sẽ tiến vào trong cơ thể người chồng mà cấp tốc sinh sôi. Người đàn ông không nghe lời, ba lòng hai ý, phụ lòng đa tình, bỏ rơi vợ con, các nàng sẽ dẫn động cổ trùng để cho người đàn ông sống không bằng chết, bị ép phải hồi tâm chuyển ý. Nếu như không quay đầu, trực tiếp bị cổ trùng cắn nuốt lục phủ ngũ tạng mà chết, hung tàn lãnh khốc. Có những người còn cực đoan hơn, ngọc thạch câu phần, cùng sống cùng chết. Miêu Cương cổ thuật dần dần làm cho người ta biết đến. Cũng có một số người sử dụng dụng ý khó lường, muốn học trộm, thúc đẩy ra một loại môn phái tu luyện rất tà đạo là hàng đầu sư. Hàng thuật là những tà pháp dùng cổ thuật dung hợp với nhau mà thành. Nổi danh nhất có Nam Dương thập đại hàng thuật, tam đại hàng ma. Sư bá Lôi Cương của Sa Trần nhầm đường lạc lối, từ bỏ con đường đại đạo, chuyển tu Nam Dương hàng thuật, cũng là để cho Mao Tiểu Phương và Sa Trần không ít phiền phức. Quả thật là hàng thuật lợi hại. Xương đầu châu là vật đại diện của hàng đầu sư. Pháp sư bày lên pháp đàn, sau đó sẽ đặt lên một cái xương đầu châu, rõ ràng lúc đó có thể chứng minh hắn chính là hàng đầu sư, mà lại tinh thông cổ thuật, thủ đoạn vô cùng độc ác. Pháp sư nhồi những con rán vào trong hai cái thây khô, cầm lấy bộ xương sừng trâu ở trên bàn thổi lên, chỉ trông thấy hai cỗ thi trùng bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt khô cạn mục nát ở trong màn đêm vô cùng kinh khủng. Để giết Hồng Tiểu Bảo cho ta. Hai cỗ thi trùng gào thét, dừng nanh múa vuốt xông tới, ở trong một đêm đen giống như là chạy trên đất bằng, lao thẳng tới hướng nhà của Phì Bảo. Ở trong khách sạn, Sa Trần mở trừng mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Vài ngày trước ta đã tha cho ngươi, ngươi không rời khỏi đây, lại còn đi thi pháp hại người, là ngươi muốn tự tìm đường chết. Hắn lập tức biến mất, một lần nữa xuất hiện ở trên đường phố, chặn trước hai cỗ thi trùng. Thi trùng dương nanh múa vuốt nhào tới. Sức mạnh luyện hóa. Sức mạnh luyện hóa vô hình tuôn ra, bao phủ lấy hai cỗ thi trùng. Bây giờ hắn đã có thể khống chế sức mạnh luyện hóa, có thể so với pháp sư Nhật Dư sơ kỳ bộc phát. Chỉ là trong nháy mắt, hai cỗ thi trùng biến mất. Sa Trần ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt vượt qua thời không, rơi xuống trên người của pháp sư. Chỉ nghe một tiếng nổ vang oành một cái xương đầu châu, công sức cả đời của pháp sư, cũng nổ tan tành. Sử công tử cũng thổ huyết, bị chấn văng ra. Là hắn. Pháp sư kinh hãi, nắm lấy Sử công tử lên bỏ chạy vào trong một sơn động vắng vẻ. Vài giây sau, Sa Trần ở trước sơn động hiện ra, đánh giá sơn động một chút, khóe miệng nhếch lên. Ta muốn xem thủ đoạn của các ngươi ra sao đây. Sải bước đi vào, ở trong sơn động tối đưa tay không thấy được năm ngón, một mảnh tối đen như mực. Pháp lực dồn lên trên mắt, cảnh tượng trước mắt lập tức rõ ràng. Đá vụn đầy đất, ở trên mặt đất có mấy con giống như là chim cút, yên lặng nhìn thấy Sa Trần cũng không có phản ứng. Hàng đầu sư luyện chế thần canh gác, cái này cũng có chút ý tứ, có thể tham khảo một chút. Không biết thần canh gác có phạm vi dò xét là bao xa. Sa Trần tiếp tục đi lên, đột nhiên chuyển đến một tiếng chó sủa. Một con chó đen rất to nhào tới. Chương 346, tam đại hàng ma. Con chó đen này rất cao lớn, gấp 3 những con chó bình thường. Nó giống như là con chó Tây Tạng vậy. Lông lá của nó ở trên bờm dựng lên như là sư tử đang nổi giận, nhe răng trợn mắt, nước bọt nhèo xuống, hung hãn vô cùng. Con chó xuất hiện, sau đó có thêm 4-5 con chó khác chạy tới, hướng về phía Sa Trần, gầm lên đầy địch ý. Ta nhìn không ra, ngươi là cẩu vương, cũng coi như là một chủng loài khó có được. Kiếp này linh điểu của ta đã chết,
Vậy ngươi lưu lại bên ta cạnh ta thay nó đi. Cũng không biết nó có nghe hiểu lời của Sa Trần không, con chó bỗng nhiên nhảy dựng lên nhào về phía Sa Trần, há cái miệng răng nanh bén nhọn rét lạnh, tùy tiện có thể cắn đứt cổ của bất kỳ ai. Sa Trần mỉm cười nhìn nó, chậm rãi hé miệng. Một tiếng giống truyền ra, bá đạo cao quý cổ lão, làm trong sơn động rung chuyển quanh quẩn không ngứt. Con chó đen rơi xuống, nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Những con chó khác bị dọa đến đái cả ra, thậm chí không còn một nửa vẻ hung hãn. Âm thanh gầm giống vừa rồi chính là của thần long long hồn phát ra. Mặc dù không phải là thần long thật, nhưng vẫn mang theo long uy, trời sinh có thể áp chế tất cả huyết mạch của động vật. Không đem chúng nó đánh chết tươi, Sa Trần cũng đã coi như là hạ thủ lưu tình. Sa Trần cúi người vuốt ve con chó, thi triển ra tuần thú thuật, giống như là linh điểu, bắt đầu tiến hành thuần phục. Với tu vi của hắn bây giờ, những cái này quá là đơn giản. Ngoan, ngoan lắm. Con chó đen lập tức vẫy đuôi, dùng thân thể cao lớn chồm lên Sa Trần. Sa Trần điểm về phía trước quát, Tiểu Hắc, đi mở đường. Tiểu Hắc sủa lên mấy tiếng, hình như đối với cái tên này cũng không có hài lòng, lề mề không làm. Ở trong mắt của Sa Trần bùng lên sát khí, nó chạy còn nhanh hơn thỏ mà đi. Con gia hỏa này đúng là sắp thành tinh mà. Con chó rất có linh tính, bằng không Sa Trần cũng không có thuận mắt đem nó vứt ở hang đá 10 ngày nửa tháng hấp thu linh khí. Nó không chừng nó có thể biến thành yêu cầu. Một đàn chó đen ở trong sơn động sủa ầm ầm, không giống như là đến trừ ác, giống như là đến đi chăn chó vậy. Cái này khiến cho trận địa đón địch của pháp sư vô cùng tức giận. Là người khinh người quá đáng mà. Sa Trần dắt theo bầy chó đi vào trong sơn động, trông thấy pháp sư đang ngồi trên bệ đá, ánh mắt ngoan lệ, sắc mặt xanh xám, đang oán hận nhìn mình. Vị động đạo này, người đi đường dương quan, ta đi cầu độc mộc. Nước sông không phạm nước giếng, vì sao ngươi hùng hổ dọa người, nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của ta? Pháp sư nổi giận nói. Cầu độc mộc quá chật, ta sợ ngươi rơi xuống ngã chết, cố ý kéo ngươi đi để cho tiền đồ của ngươi tươi sáng. Vậy mà ngươi lại không lĩnh tình, càng muốn đi con đường đen tối. Đạo thuật không phải là dùng để hại người, ngươi phạm phải cấm kỵ của người tu đạo nên mới biết có ngày hôm nay. Sa Trần thản nhiên nói. Tiểu tử, xem ra ta không nói với ngươi được. Ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, xông vào động phủ của ta, ngươi muốn chết cũng không oán được ta. Không sao, ngươi có thủ đoạn gì thì dùng đi, ta đối với thủ đoạn của hàng đầu sư cảm thấy cũng rất hứng thú. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Sa Trần không thèm để ý chút nào. Pháp sư giận dữ. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi chết đi. Lòng bàn tay của hắn bốc lên lục quang, liên tục đánh ra mấy trường. Tiếng kêu đáng sợ vang lên, chỉ trông thấy ở đằng sau lưng pháp sư mọc ra mấy cái vòi như là quái vật. Rồi sau đó, những người quấn lụa trắng nhảy ra khỏi bệ đá, bộ pháp trần ổn mà vọt tới. Là ô nãy. Sa Trần nhìn thấy rất hứng thú. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng có kiến thức đó. Chính là ô nãy y. Ô nãy y là một trong tam đại hàng ma, uy lực vô cùng lớn, đạo thường bất nhập. Ta vất vả mới luyện chế ra được. Pháp sư ngạo nghễ nói. Đạo thường bất nhập, ngươi là cái thứ bằng môn tà đạo. Sa Trần khinh thường. Nhìn trong phim, hắn biết ô nãy y trông thì ngon nhưng cũng không dùng được. Mệnh môn chính là ở cái rốn, đâm một cái là chết. Đạo thường bất nhập, lực lớn vô cùng, là không có, là chém gió. Tiểu Hắc, để cho ta tới. Sa Trần quát Tiểu Hắc lui lại, dậm chân tiến lên, nắm đấm tỏa ra kim quang, một quyền đánh lên người của ô nãi y. Oanh một tiếng, ô nãi y nổ tan tành thành 5-7 mảnh. Không thể nào. Trong mắt của pháp sư muốn trợn lên, dáng vẻ như là gặp quỷ. Sa Trần nhíu mày, không hài lòng. Đây chính là tam đại hàng ma sao? Còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy ra cái mẹ gì có ý tứ một chút. Như vậy cũng không cần thiết giữ lại nữa. Sức mạnh luyện hóa tỏa ra, mấy con ô nãi y còn lại tan thành mây khói. Trái tim của pháp sư siết chặt lại, trong miệng lẩm bẩm. Nắm đấm lập tức run run rẩy rẩy. Hắn vùng lên một đàn rắn độc ném xuống. Tiếng kêu vang lên. Hai người đàn ông mặt xanh nanh vàng, kỳ quái, lẻ cái lưỡi rắn, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay bắn thẳng tới Sa Trần. Đây là một trong tam đại hàng ma xà khôi, tốc độ cực nhanh, thân thể cứng rắn như sắt. Tiểu tử,
hào hào hưởng thụ đi. Lòng tin của pháp sư tăng lên rất nhiều, cười to. Không có khả năng. Tại sao? Nụ cười trên mặt của pháp sư một lần nữa đọng lại. Xà Khôi chưa kịp tới gần Sa Trần thì biến mất, hoàn toàn không cảm ứng được. Trên đầu hắn trong nháy mắt dày đặc một tầng mồ hôi, ánh mắt hoảng hốt. Người rốt cuộc là ai? Ta là người giết người. Tam đại hàng ma đã có hai con dùng rồi, còn âm dương thi thứ ba nữa. Cho ta xem một chút nào. Sa Trần mong đợi. Ở trong Nam Dương hàng thuật bách giải của Lôi Cương để lại, đem âm dương thi tầng bốc lên tận trời, nói âm dương thi vạn pháp bất xâm, chỉ có thập linh lúc ra đời mới có thể khắc chế nó. Sa Trần cũng rất hiếu kỳ. Nghe được đến đây, pháp sư khuôn mặt đỏ bừng bừng thấp giọng. Âm dương thi đứng đầu của tam đại hàng ma, uy lực tuyệt luân, phải qua cực kỳ rườm rà mới có thể luyện chế thành công. Còn muốn hàng thuật tu vi cực cao mới không chế được. Mỗi một vị hàng đầu sư suốt cả đời luyện chế âm dương thi coi như là mục đích vinh dự. Tu vi của ta không đủ, không có âm dương thi. Ấy, vừa rồi ngươi đầy tự tin, ta tưởng rằng ngươi có. Pháp sư run rẩy. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt? Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi đã động sát cơ, ta không động tay động chân thì làm sao được? Sa Trần cười nhạt nói. Quỷ hàng đầu. Lòng bàn tay của pháp sư lục quang tụ lại, muốn đánh tới Sa Trần. Một đạo kiếm khí màu xám xuyên qua trán của pháp sư, đưa tay chộp một cái. Mọi thứ ở trong người của pháp sư bay đến trong tay của Sa Trần. Thân thể của pháp sư cấp tốc hóa thành hỗn độn, trông thấy hồn phách cũng không may mắn thoát được. À, còn có cả túi càn khôn sao? Con mắt của Sa Trần sáng lên, thần hồn chi lực dò vào bên trong, trên mặt hiện lên mỉm cười. Đồ bên trong ta không cần, ngược lại Đình Đình có thể dùng. Lại nói hàng đầu sư này quả thật là nghèo mà. Thu hồi lại túi càn khôn, hắn điểm một cái, một tia chớp đánh vào trong túi. Cái túi chia năm xẻ bảy, rơi ra 3-4 cái hộp ngọc dán phủ đen. Hộp ngọc rơi xuống, bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Thần hồn chi lực hùng hồn tuôn ra, hộp ngọc vỡ tan tành, tự động mở. Đột nhiên, một con rết 6 cánh bay ra như thiểm điện lao về phía Sa Trần, nhưng chưa tiếp cận hắn thì đã bị dừng lại ở giữa không trung. Là lục dực ngô công. Rết 6 cánh là một loại cổ trùng cực kỳ hiếm gặp. Hàng thuật sư đổ rất nhiều tâm huyết, lấy đồ bách độc làm thức ăn, trời sinh hung tàn, sức chiến đấu cực mạnh. Chẳng qua, rết 6 cánh này tiến hóa rất khó khăn. Con lục dực ngô công này không bằng con sư bá đã luyện, chỉ tính là ấu trùng, cứ giữ lại, không biết chừng sẽ có lúc cần dùng đến. Hộp ngọc thứ hai chứa một con kim tằm cổ. Tác dụng của loại cổ trùng này rất gân gà. Nó sẽ phản sản xuất ra những trứng trùng trực tiếp dùng, có thể đi vào trong cơ thể của người khác, đạt đến mục đích khống chế của người khác. Sa Trần tiếp tục mở hộp thứ ba, cũng là một con cổ trùng. Nhìn thấy cổ trùng này, Sa Trần lập tức ngây ngẩn. Chương 347, hồn trùng. Con cổ trùng này giống như là một con ve, hiện lên màu trắng ngà. Một cặp cánh hoàn mỹ mở ra, giống như là một cái sợi cầu vồng lộng lẫy. Thân thể của nó lập tức trong mấy giây bành trướng kỳ dị, làm cho người ta cảm giác lúc co lúc duỗi như tim đập. Lúc co vào, thân thể cổ trùng trong suốt, lúc giãn ra, thân thể lại khôi phục bình thường, vô cùng quỷ dị. Loại cổ trùng này dường như mình đã từng thấy ở đâu đó. Sa Trần trầm tư, từ trong túi càn khôn lấy ra Nam Dương hàng thuật bách giải, lật đến phần cổ trùng. Chính là hồn trùng cực kỳ hiếm có. Hắn chấn kinh. Hồn trùng là loại cổ trùng khó bồi dưỡng nhất trong các loại cổ trùng. Nó không giống như lục vĩ ngô công có lực công kích cường đại, cũng không giống như kim tầm cổ có thể khống chế người khác. Nó rất yếu đuối. Nó lấy linh hồn của con người làm thức ăn. Ấu trùng mỗi một ngày phải ăn đến 3 lần, trong đó là thời gian phải cố định. Nói một cách khác, hồn trùng bụng ăn chưa no, đến thời gian 3 lần ăn cố định, nó đều phải ăn linh hồn, muộn một phút sẽ lập tức chết ngay, vô cùng dễ hỏng. Hồn trùng cũng không phải là cổ trùng dùng để công kích, cũng không phải dùng để hỗ trợ, nó là dùng để bảo mệnh. Hàng đầu sư là đã học được của cổ thuật sư bồi dưỡng cổ trùng, dùng nguyên thần của mình, thần hồn để nuôi nấng hồn trùng, cho đến khi hồn trùng trưởng thành. Dùng hồ đến hồn trùng mới có thể có tác dụng. Lúc này
Hồn trùng sẽ biến thành một linh hồn phân thân của hàng đầu sư, là linh hồn độc lập với bản thể, nhưng hoàn toàn có thể khống chế được, coi như là một phân thân độc lập. Nói nó là cổ trùng bảo mệnh, nguyên nhân chính là ở đây. Linh hồn bản thể chôn vùi, hồn trùng phân thân không chết. Hồn trùng phân thân có thể sống nhờ trong cơ thể của người khác, giống như là các loại côn trùng khác, có linh hồn của con người, có ý thức, có tư duy. Nói ngắn gọn, trên bản chất, nó là người. Trời cao đúng là công bằng, cho hồn trùng một năng lực thần kỳ đến như vậy, nhưng lại tước đoạt đi những năng lực khác của nó. Bồi dưỡng một hồn trùng, rất nhiều thời gian và kinh nghiệm. Hàng đầu sư phải có tu vi phong phú mới có thể luyện chế ra được. Cả một đời luyện được một âm dương thi, nhưng cũng chưa chắc đã luyện được một hồn trùng. Hồn trùng không có lực công kích, vô cùng yếu ớt. Hình thành một linh hồn phân thân là không trọn vẹn, là dị dạng, không thể chữa trị, không thể tu luyện. Về sau chỉ có thể là một người bình thường, hoặc là ở hình thái con ve mà sống, cho đến khi hồn trùng tử vong. Thế nhưng tuổi thọ của hồn trùng rất dài, từ 50 năm trở nên lên. Thậm chí có con còn đạt đến 150 năm, tuyệt đối cũng không vượt quá 150 năm được. Tác dụng thiếu hụt, nhưng người nào cũng không thể nào phủ định được hồn trùng này thần kỳ. Nó chính là bảo mệnh cổ trùng. Sa Trần không nghĩ tới pháp sư này lại mang cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy, cũng không biết lão pháp sư lấy từ đâu ra được. Có lẽ là 89 phần 10 là cướp. Phải biết trong cơ thể của hắn có hai loại sức mạnh, một là thần hồn, hai là cương thi. Đạt đến cảnh giới Nhật Du, thần hồn ngày đêm tuần hành, cắt đứt liên hệ với nhục thân cũng không sao. Nếu như hắn dùng hồn trùng bồi dưỡng được một linh hồn phân thân, như vậy nhục thân và hồn thể tách ra. Thần hồn ngày đêm tu luyện, nhục thân mang theo hệ thống bốn phía trảm yêu trừ ma, thu hoạch điểm năng lượng, thực lực sẽ tăng nhanh hơn. Sa Trần cũng không lo lắng hồn trùng phân thân sẽ khống chế không được lực lượng cương thi. Lực lượng cương thi là lực lượng của hắn. Hắn tu luyện tam nguyên thần cung thuật, điều khiển phân thân yếu cũng không sao. Có hệ thống tọa chấn tử phủ thần cung là vô cùng an toàn. Bản thể, phân thân một thể, mặc kệ cách bao xa đều có thể cảm ứng được lẫn nhau. Biết đối phương làm gì, gặp nguy hiểm cũng có thể tùy thời đến cứu viện. Là ấu trùng, kỳ hồn trùng, là đồ tốt, là rất tốt. Sa Trần vui vẻ ra mặt, ngón tay chạm chạm lên người của hồn trùng. Hồn trùng từ ngón tay của hắn tiến vào trong tử phủ thần cung. Vừa nhìn thấy thần hồn, liền phát lên một tiếng kêu bén nhọn. Là có đặc ý, đã từng bị hàng đầu sư tế luyện. Không sao, thần hồn của hắn làm sao có thể đánh đồng với thần hồn của ta được. Ta cho người choáng váng một chút. Ấu trùng kỳ hồn trùng rất yếu đuối, rất dễ bị hỏng. Mỗi ngày có 3 lần thời gian ăn cố định, muộn 1 phút 1 giây cũng chết. Mà khẩu vị lại rất lớn, có thể đem một nguyên thần luyện khí tứ trọng ăn sạch. Cho đến khi ấu trùng này trưởng thành, có lẽ linh hồn không biết phải mạnh đến mức độ nào. Hồn trùng có thể bị nhiều người tế luyện. Phương thức tế luyện chính là thời gian trước khi ăn, cho ăn quá no. Nếu như không ăn no, coi như là hỏng việc. Hồn trùng ăn quá no thì giống như là uống rượu say. Sau khi tỉnh rượu sẽ quên chủ nhân lúc trước, một lần nữa nhận chủ nhân tế luyện, cho đến khi trưởng thành. Ta nên cho người ăn bao nhiêu đây? Sa Trần khó khăn. Nhật Du thần nhân, thần hồn phi thường cô đọng, rất cường đại. Một ngón út cũng có thể cho hồn trùng ăn bể bụng. Vậy 1/10 ngón út đi. Hắn quyết định. Một mảnh vỡ rất nhỏ từ trong thần hồn tách ra. Hồn trùng đối với linh hồn là không có sức chống cự. Nó biết mảnh vỡ thần hồn trước mắt là một bữa đại tiệc, cứ việc ăn, không quan tâm gì khác. Nhào tới một ngụm đem mảnh vỡ nhốt chừng. Hồn trùng hét lên một tiếng, giống như là con ruồi không đầu bay loạn, thân thể lung lay, dường như là uống say. Sau đó chổng bốn vó lên trời, quay lưng ngược lại, nằm bất tỉnh nhân sự ở trong tử phủ thần cung. Tiểu gia hỏa đáng yêu lắm. Thần hồn lăng không một chảo, đem hồn trùng chộp vào trong tay. Tuy nói hồn trùng có 3 ngày, 3 lần ăn cố định trong một ngày, nhưng thời gian khác cũng đều là ngủ say, cho nên bình thường hàng đầu sư căn bản không dám đem hồn trùng để sát bên cạnh thần hồn, sợ một ngày nào đó khẩu vị của nó mở rộng, một hơi ăn luôn ngươi. Sa Trần thì khác, cũng không sợ nó ăn bể bụng, tùy tiện để cho nó ăn cũng chẳng sao, còn tránh mỗi ngày đến giờ lại phải cho nó ăn. Chờ đến khi ngươi trưởng thành, ta có thể phân thân đi làm việc. Lấy thần hồn cường độ của ta, ngươi sẽ rất nhanh lớn thôi.
Lúc này bỗng nhiên Tiểu Hắc sủa lên, cắn ống quần của Sa Trần gọi. Sa Trần lườm nó một chút cười mắng. Này, chó chết, đừng có đem nước miếng của ngươi dính lên người của ta đó. Ổ chó của ngươi, ta không đến được, ngày mai đến tìm ngươi sau. Đại Hắc lại sủa lên mấy tiếng. Nào, trung thực đợi đây cho ta. Dặn dò một câu, sau đó hắn nắm lấy Sử công tử đang hôn mê bất tỉnh rời khỏi sơn động. Chủ nhân rời đi, Tiểu Hắc lắc lắc đầu, hướng về phía bốn con chó xung quanh sủa to, âm thanh vang dội bá đạo tuyệt luân. Quả nhiên là lão đại của đàn chó, Cẩu Vương cũng không phải là oan. Ngày hôm sau giờ Mão, Sa Trần và Nhậm Đình Đình dậy sớm luyện công. Nhậm Đình Đình nhất định muốn tu luyện thật tốt, nàng không muốn mình trở thành gánh nặng của Sa Trần, hy vọng mình có thể giúp được hắn. Luyện công xong, hai người ăn sáng, Sa Trần đưa nàng đi mua những sủng vật. Đáng tiếc Nhậm Đình Đình lại ghét bỏ Tiểu Hắc, không có đẹp bằng Linh Điểu. Tiểu Hắc nghe vậy không phục, hướng về nữ chủ nhân sủa lên vài tiếng. Đám chó đen chạy ra khỏi sơn động, có lớn có nhỏ, vây quanh nó ngoáy đuôi. Tiểu Hắc ngẩng đầu, ra vẻ rất oai phong. Đàn chó này... Nhậm Đình Đình nhìn thấy, liền che miệng cười, ấn tượng ngược lại cũng thay đổi một chút. Tiểu Hắc sủa to 3 tiếng, ngang ngược, xua đi bầy chó, đến bên cạnh Sa Trần. Nó không nỡ rời đi, không nghĩ đến lại dứt khoát như vậy. Được rồi, đến nhà cửu thúc. Sau khi luyện hóa hai thi trùng, 6 tên ô nãi y, 2 xà khôi, đạt được điểm năng lượng ít đến thảm thương, hắn đành phải đến địa phương khác. Cửu thúc cũng đã nói với hắn một số nơi có quỷ quái cương thi, hắn muốn đi xem một chút. Hai người một chó đi vào trong cửa nhà cửu thúc, vừa định gõ cửa thì bị A Hải mở ra. A Hải vui vẻ nói, sư phụ bảo ta đi tìm các người đã đến, thật sự là có duyên. Cửu thúc tìm chúng ta có chuyện gì vậy? Là có khách đó. A Hải, được rồi, chúng ta xem. Ai, ngươi ở cửa ra vào làm gì? Nhanh mời A Trần và Đình Đình sang đây. Cửu thúc từ đằng sau đi tới. Sa Trần và Nhậm Đình Đình vừa nhìn lên, thấy người đằng sau lưng của lão thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chương 348: Một tăng một đạo. Thiếu nữ đứng đằng sau lưng cửu thúc, vẻ mặt rất nhanh phản ứng kịp. Thiếu nữ này không phải là Nhậm Châu Châu, chỉ là rất giống nàng. Thiếu nữ độ 16-17, mặt tròn, thanh thuần động lòng người, mặc một cái áo hoa ngắn đỏ, ở dưới mặc quần thô dài, một bộ là thôn nữ, ăn mặc trông có vẻ cổ điển. So với khí chất của Nhậm Châu Châu, thiên kim tiểu thư là hoàn toàn khác biệt, mà Nhậm Châu Châu lại đang ở nước ngoài, cũng không thể nào xuất hiện ở đây. A Trần, Đình Đình đã đến rồi hả? A Hải, ngươi chặn cửa làm gì? Nhanh mời A Trần và Đình Đình đi vào đi. Dạ vâng, sư phụ. Sa Trần kéo Nhậm Đình Đình đi qua cửa, phát hiện ở trong nhà cửu thúc rất náo nhiệt. Hai vị đồ đệ của cửu thúc, ngoài ra còn có một đạo sĩ cao lớn đeo kính, một tăng nhân, một nam một nữ trẻ tuổi. Đạo sĩ chính là Tứ Mục Đạo Nhân, tăng nhân là Nhất Hưu Đại Sư. Thanh niên chính là đồ đệ của Tứ Mục Đạo Nhân, Gia Nhạc. Nữ hài là đồ đệ của Nhất Hưu Đại Sư, Thanh Thanh. Đây không phải là nhân vật ở trong phim Cương Thi Thúc Thúc. Sa Trần tím mặt, bối cảnh của Cương Thi Thúc Thúc rõ ràng là ở Thanh Triều, làm sao lại loạn nhập đến tận dân quốc. A Trần, ta giới thiệu cho người mấy người, đây là sư đệ Tứ Mục Đạo Nhân, người gọi là Bốn Mắt được rồi. Sư huynh, lời này của ngươi không đúng. Tứ Mục Đạo Nhân cãi, ta đeo kính mắt không có nghĩa là ta có bốn mắt. A Trần, ngươi gọi ta là Tứ Mục đi. Tứ Mục và bốn mắt thì có gì khác nhau? Nhất Hưu Đại Sư cười hỏi. Tứ Mục Đạo Nhân cười lạnh, còn Lửa Chọc và Hòa Thượng thì có gì khác nhau? Đương nhiên là có khác. Chẳng phải sao? Nếu như ngươi không ngại, vậy ta gọi ngươi là con Lửa Chọc. Tứ Mục Đạo Nhân dương dương đắc ý nói. Ngươi... Cửu thúc cười khổ nói với A Trần. A Trần, đừng để ý bọn họ, bọn họ cứ ở chung một chỗ là dùm beng ầm ĩ đó, nhiều năm qua đều như vậy. Sa Trần và Nhậm Đình Đình lễ phép vấn an. Bái kiến các vị đồng đạo. Gặp nhau là hữu duyên, hai vị thí chủ đừng đa lễ. Nhất Hưu Đại Sư giơ trưởng đáp lễ. Hòa Thượng, ta và ngươi không có duyên. A Trần là người của Mao Sơn ta, ngươi thật sự là mặt dày đó. Tứ Mục Đạo Nhân nhắc nhở. Nhất Hưu Đại Sư nói, đạo trưởng không chào đón, ta cũng chẳng sao. Thanh Thanh, chúng ta đi. Mao Sơn
gia đại nghiệp đại, cánh cửa cao chúng ta không với nổi. Nào nào, Nhất Hữu đại sư, dừng bước. Đến đây. Đã đến thì cũng phải ở lại thêm vài ngày. A Trần, Đình Đình, hai đứa vào nhà uống trà, vừa uống vừa trò chuyện. Cầu thúc giữ lại Nhất Hữu đại sư, dẫn đám người trở về phòng. A Trần, uống trà đi. Tứ Mục đạo nhân chủ động đưa trà cho Sa Trần. Sa Trần tạ ơn, nâng chung trà lên thì bị Tứ Mục đạo nhân chế trụ cổ tay. Sa Trần nhìn về phía Cửu Thúc, Cửu Thúc cười trên nỗi đau của người khác. A Trần, bốn mắt muốn trêu cậu thôi, buông tay buông chân chơi đùa với hắn một chút, nhất định làm cho hắn vui vẻ một chút đi. Nói xong, Cửu Thúc còn nháy nháy mắt. Tứ Mục đạo trưởng thích niềm vui, thí chủ không ngại cùng hắn bày trò vui chứ. Nhất Hữu đại sư giật dây nói, nhìn Cửu Thúc, Nhất Hữu đạo sư nhao nhao mở miệng khuyến khích. Sa Trần cười cười, Tứ Mục đạo nhân cũng cười, hai người đồng thời phát lực. Gần như không có bất ngờ, chén trà cấp tốc di động qua phía Sa Trần. Tứ Mục đạo nhân dùng hết toàn lực, mặt đỏ bừng lên, cả người đều tì cả lên trên bàn, trơ mắt nhìn Sa Trần ung dung uống trà. Khí lực thật là lớn. Nhất Hữu đại sư kinh hãi, hắn và Tứ Mục đạo nhân là láng giềng ẩn cư ở trong núi, đấu nhau vài chục năm. Đối phương có thủ đoạn gì mình rất rõ, không ngờ Tứ Mục đạo nhân lại bại nhanh như vậy. A Trần, ngươi thật là lợi hại, ta không chơi lại. Tứ Mục đạo nhân buông tay, giơ ngón tay cái lên rồi ngồi xuống. Sa Trần cười khẽ, tay đặt ở dưới bàn điểm một cái, một tia chớp đánh bay cái ghế Tứ Mục đạo nhân. Tứ Mục đạo nhân không có điểm ngồi, ngã chổng bốn vó. Ai dạ, Tứ Mục đạo nhân kêu thảm, mọi người liền bật cười. Đám người Sa Trần nhịn không được cười to. Tứ Mục đạo nhân cũng không có giận, phủi phủi cái mông đứng lên đi qua nhặt ghế. Cũng không biết con quỷ thất đức nào lại ném đi ra một hạt châu. Tứ Mục đạo nhân dẫm chân trượt lại tiếp tục chổng bốn vó lên trời, giống như là con cóc, nói rất buồn cười. Nhậm Đình Đình cười đến bật cả nước mắt. Sa Trần cũng nhịn không được, nhìn thấy con mắt ủy khuất của Tứ Mục đạo nhân cười nói, Tứ Mục đạo trưởng, lần này không phải là ta đâu. Nhất Hữu, Tứ Mục đạo nhân giống to. A Di Đà Phật, chuyện không liên quan đến ta, là ông trời không vừa mắt người đó. Hôm nào ta tìm ngươi tính sổ. Tứ Mục đạo nhân khom lưng đứng lên, kéo cái ghế ngồi lại, khuôn mặt trịnh trọng nói, A Trần, sư huynh đã nói với ta, người đối với sư huynh đệ chúng ta có đại ân đại đức, Tứ Mục ta khắc sâu trong tâm khảm, về sau có việc gì chỉ cần nói, chỉ là chuyện không cần thương thiên hại lý, ta tuyệt đối không chối từ. Một hồi đứng đắn, một hồi không đứng đắn, ở bên trong khổ lại có vui, đây chính là Tứ Mục đạo nhân. A Trần, Sa sư đệ nói đúng, đều là đồng môn Mao Sơn, có việc gì cứ nói. Cửu Thúc cũng trầm giọng. Sa Trần đem Mao Sơn truyền thừa đưa qua, đây là một đại ân tình, mang ý nghĩa Mao Sơn lại tiếp tục có truyền thừa. Cửu Thúc và Tứ Mục đạo nhân cũng có hy vọng bước lên con đường trường sinh đại đạo. Cửu Thúc, Tứ Mục đạo nhân, người một nhà không nói hai lời, đừng quên ta cũng là đệ tử Mao Sơn, chẳng qua là vật quy nguyên chủ thôi. Sa Trần cười nói, được, là trượng nghĩa. Tứ Mục đạo nhân khen, sau đó nói với Cửu Thúc, sư huynh đã đến giờ cơm rồi, đi ăn ở đâu đây? A Trần ở đây huynh cũng không thể hẹp hòi. Cửu Thúc kinh ngạc, sư đệ, ta còn tưởng rằng ngươi mời khách, ta đã thay ngươi đặt bữa ở quán rượu rồi. Sư huynh, ngươi không có đạo lý, ngươi là chủ, chúng ta là khách, ngươi phải mời chúng ta mới đúng. Sư đệ, ngươi không biết xấu hổ sao? Lần trước ngươi đến đây ăn ở đây, ta đâu có thu tiền của ngươi đâu. Sư huynh, một chút chuyện nhỏ này còn nhớ sao? Đương nhiên không thể quên. Tứ Mục đạo nhân im lặng, thật là nhỏ mọn. A Trần, thôi được rồi, hôm nay ta mời, sư huynh nhớ là thanh toán cho ta đó. Khóe miệng của Tứ Mục đạo nhân giãn ra. A Bảo, A Hải và Gia Nhạc bụm mặt, đơn giản là không thấy mặt mũi mất đi đâu, làm sao lại bày ra cái dáng vẻ quỷ hẹp hòi. Cửu Thúc, Tứ Mục đạo nhân, Nhất Hữu đại sư, ăn cơm thì thôi không cần đi, ta và Đình Đình đến là để tạm biệt, chuẩn bị hôm nay sẽ rời đi, đi bốn phía hàng yêu trừ ma, lịch duyệt một đoạn thời gian đó. Đi ngay lúc này sao? Cửu Thúc cùng với Tứ Mục đạo nhân cũng không có đấu võ mồm nữa, liền quay sang hỏi. A Trần, ta nói với người, yêu ma quỷ quái nhiều bắt không hết, làm hết sức mình theo thiên mệnh là được rồi, làm người
quan trọng nhất chính là vui vẻ. Đi, đi ăn cơm mà. Hay, ngươi và Đình Đình muốn lịch luyện thì cũng nên biết nơi nào có yêu ma quỷ quái chứ. Không phải là giao ai. Bốn mắt ta vào Nam ra Bắc, nơi nào có quỷ, nơi nào có cương thi ta đều rõ. Đi ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói. Tứ Mục đạo nhân cũng lên tiếng. Nghe xong lời này, Sa Trần cũng không vội đi. Hắn rất thiếu điểm năng lượng. Nếu như Tứ Mục đạo nhân và Cửu Thúc có thể cung cấp vị trí yêu ma quỷ quái, ngược lại làm cho hắn cũng bớt đi rất nhiều thời gian. Chương 349, đồng hành. Muốn nói cường thì tương Tây khẳng định là nhiều nhất, bởi vì tương Tây có rất nhiều người tinh thông trúc do thuật. Có một số gia hỏa học nghệ không tinh làm bừa làm loạn, cường thì khắp nơi đều có. Một lần trước ta đi đến tương Tây một chuyến, ở bên đó rất loạn, thậm chí nghe nói còn có cả cường thi vương đó. Trong lòng của Sa Trần khẽ động, Nhậm Đình Đình dường như nghĩ đến điều gì, nhìn về phía Sa Trần. Sa Trần ung dung thản nhiên nói, có thể lấy xưng danh là cương thi vương, khẳng định là rất lợi hại. Đương nhiên, nghe qua cương thi vương ở trên người bốc lên lục quang, ta nhìn 89/10 là phải đạt đến đồng giáp thi đó. Tứ Mục đạo nhân nói, ở trong mắt lộ ra kiêng kỵ nồng đậm. Đồng giáp thi không phải là người tu đạo luyện khí cửu trọng địch nổi. Tứ Mục đạo nhân mới chỉ là luyện khí lục trọng, tu vi của Cửu Thúc tối cao cũng chỉ là bát trọng, đối đầu với cương thi vương chỉ có chạy trối chết. Trần ca, liệu có phải là Huyền Khôi hay không? Nhậm Đình Đình nhỏ giọng, anh cũng không rõ nữa. Đồng giáp thi, Cửu Thúc kinh hãi. Cường thi tương Tây làm hại cũng không phải là 1-2 năm, bây giờ lại có cả đồng giáp thi quấy phá, không ai đi hàng phục nó hay sao? Hàng phục, hey, lấy gì mà hàng phục? Tứ Mục đạo nhân cười khổ. Bây giờ là thời đại mạt pháp, linh khí khô kiệt, tinh khí suy yếu, truyền thừa tuyệt tự, đại bộ phận môn phái tu đạo đều đã diệt vong. Mao Sơn chúng ta được coi là một môn phái lớn rồi đó, kết quả cũng dính một trận lôi tai suýt chút nữa diệt phái. Nếu như không có A Trần truyền công pháp cho, chỉ sợ vài năm nữa Mao Sơn coi như cũng là tuyệt môn đó. Bằng vào mấy cái hơi tàn của mấy môn phái tu đạo bây giờ, mèo lớn mèo nhỏ vài ba con, làm sao có năng lực đi hàng phục đồng giáp thi? Nhất Hưu đại sư nói. Theo ta được biết, cao thủ linh giáo phương Tây như mây, mời bọn họ hỗ trợ là được. Tứ Mục đạo nhân nghe vậy liền cười lạnh. Sợ mời tới nhưng mà người ta không có đi. Sư đệ, Cửu Thúc hô. Tứ Mục đạo nhân biết là mình đã thất ngôn, liền chuyển đề tài, đem nơi có cương thi quỷ quái xuất hiện nói ra. A Trần, đơn suy nghĩ này của ta là muốn đến phương Bắc, chúng ta cùng lên đường có được hay không? Tứ Mục đạo nhân đề nghị. Cũng được đó. Tứ Mục đạo nhân nghe vậy thì vui vẻ. Nghỉ 3 ngày, 3 ngày sau xuất phát, thuận tiện đi bái phỏng Nhất Mi đạo trưởng xem. Cái gì? Nhất Mi đạo trưởng? Sa Trần nghi hoặc không hiểu. Tứ Mục đạo nhân cười hì hì. Nhất Mi đạo trưởng một vị ẩn thế cao nhân, đạo pháp cao thâm. Có lần ta đi ngang qua vị trí tiểu trấn của Nhất Mi đạo nhân, đụng phải một chút phiền phức, là Nhất Mi đạo trưởng giúp ta giải quyết. Nói đến lại vừa kịp, Nhất Mi đạo trưởng và sư huynh cũng hào hào giống nhau đến mấy phần đó. Cửu Thúc nghe vậy thì hào hứng. Vậy lần sau rảnh rỗi đi bái phỏng một lần xem. Được, đến lúc đó để sẽ dẫn huynh đi. Tứ Mục đạo nhân gật đầu nói, nhìn Nhất Hưu đại sư. Hòa thượng, chúng ta muốn đi phương Bắc, người có đi hay không? Nhất Hưu đại sư đáp. Dạo chơi tứ phương, đi chỗ nào chả được. Thành Thành, còn nói chúng ta đi đâu? Thanh Thanh vụng trộm đưa mắt nhìn Gia Nhạc trả lời. Sư phụ, chi bằng chúng ta đi theo Tứ Mục đạo trưởng đi phương Bắc. Được rồi, nghe theo con đi. Ai, cái gì mà nghe nàng, ta đã đáp ứng đâu. Tứ Mục đạo nhân không vui nói. Đường đi trên trời, các ngươi đi một bên, đâu cần các ngươi phải xen vào. Nhất Hưu đại sư ung dung đưa tay gắp một củ lạc. Tứ Mục đạo nhân lập tức xiên đũa chặn lại. Này này, nói chuyện rõ ràng ra. Người không cho ta ăn lạc, ta ăn đậu hũ vậy. Tứ Mục đạo nhân lại chặn hắn. Cửu Thúc kéo Sa Trần sang một bàn bên cạnh, thấp giọng. Hai cái người đó ngồi cùng bàn, khẳng định biến nơi đó thành chiến trường đó. Quả nhiên, hai người đấu khí làm cho củ lạc đứng yên một chỗ, còn đậu hũ bay tán loạn khắp nơi, giống như là hai tiểu hài
làm cho người ta có chút cạn lời. Ba ngày sau, Sa Trần mang theo Nhậm Đình Đình, Tiểu Hắc thì gửi cửu thúc, Tứ Mục đạo nhân nói đến nơi quỷ quái, muốn đi đến đó quét sạch một lần, đạt được không ít điểm năng lượng. Đáng tiếc, còn cách thời gian thăng cấp công pháp rất nhiều, đồng thời mình hắn cũng không thể nào từ bỏ tu luyện. Ở trong khách sạn, Nhậm Đình Đình cầm pháp kiếm, theo Sa Trần đi xuống lầu, vừa đi vừa hỏi. Trần ca, anh không quyết định để cho Thần Cung Phái và Thiên Đạo Phái sát nhập sao? Anh cảm thấy như vậy là rất tốt, cho bọn họ tài nguyên tu luyện, nâng đỡ bọn họ trưởng thành, để lại một ngọn lửa cho linh giới. Thật sự là muốn dựa vào đám người cửu thúc ứng phó kiếp nạn trong tương lai. Cho nên anh nhất định là phải nắm chặt thời gian tu luyện đã. Ở thế kỷ mới, nữ oa diệt thế, tướng thần điên cuồng ở các thế giới tạo ra cương thi, đó là thế giới tính tai. Sa Trần cũng không thể nào chỉ lo cho bản thân, hắn phải mạnh lên. Bản cổ tộc, vận mệnh đều cuốn hắn không tha. Hắn không muốn mình cả ngày bị vận mệnh tính toán, cả đời bị vận mệnh sắp xếp. Mỗi một bản cổ tộc, người trong đó đều là những người thiên phú tuyệt đối, cũng không thể nào bỏ qua. Ở trong mắt của hệ thống, bản cổ tộc không phải là thần, bọn họ và cương thi cũng không khác biệt là mấy. Ở trong mắt của Sa Trần cũng như vậy. Anh đã chuẩn bị độ hỏa tai lần thứ hai? Sa Trần lắc đầu. Nói nhanh thì nhanh, nói chậm cũng chậm, quan trọng là thời cơ đó. Điểm năng lượng đủ là thời cơ sẽ đến. Sư huynh, đừng có đưa tiễn nữa. Cửu thúc, sau này còn gặp. Được rồi, các người bảo trọng. Từ biệt cửu thúc, Sa Trần, Nhậm Đình Đình và Tứ Mục đạo nhân cùng với Nhất Hưu đại sư, Gia Nhạc và Thanh Thanh rời khỏi tiểu trấn. Vừa mới lên đường, Tứ Mục đạo nhân đã bắt đầu bày trò, dẫn theo một đám cương thi nhảy nhảy. Trần đi chữ bát, đem bắt một con cóc, nhét linh phù vào trong miệng, để con cóc dẫn một đám cương thi nhảy. Kết quả, tất cả cương thi đều đi theo con cóc nhảy xuống ao, làm cho người ta dở khóc dở cười. Không thể không nói, ở cùng một chỗ với Tứ Mục đạo nhân cũng rất nhiều trò vui vẻ. Tứ Mục đạo nhân cũng không vội mà lên đường, mạn mạn thôn thôn, cố ý chọn đường xa, đưa Sa Trần đi tìm cương thi, làm cho Sa Trần thu hoạch cũng tương đối khá. Đêm hôm ấy, đoàn người nghỉ ngơi ở giữa khu rừng, có một mùi hương kỳ lạ bay vào trong mũi. Sa Trần mở mắt, trong mắt bắn ra lôi điện màu xanh lên bầu trời đêm. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một nữ tử vũ mị yêu kiều rơi xuống mặt đất. Yêu nghiệt, ngươi thật can đảm đó. Sao vậy? Tứ Mục đạo nhân, Nhất Hưu đại sư, Gia Nhạc và Thanh Thanh nhao nhao bừng tỉnh. Vừa mở miệng nói chuyện đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngực phát nhiệt, trước mắt xuất hiện ảo giác. Tiểu ca, thật là hung ác, nô gia sợ. Nữ tử áo trắng nằm nghiêng mình trên mặt đất, vạt áo trượt ra, lộ ra một mảng lớn da trắng như tuyết. Mị nhãn như tơ, âm thanh kiều mị, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, phun ra một màn sương mù màu hồng. Người muốn chết. Con mắt của Sa Trần phát lạnh, sức mạnh luyện hóa bao phủ, trong nháy mắt đem hồ ly tinh luyện hóa. Đạo hạnh không đủ mà còn đi làm ác, người tự tìm đường chết. Ê, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì hồ ly tinh này đã thịt chúng ta rồi. Tứ Mục đạo nhân nghĩ lại mà sợ. A Trần, nơi này không thể ở lại, chúng ta đi tìm nơi khác qua đêm. Sa Trần cũng không quan trọng, nhưng trông thấy Tứ Mục đạo nhân rất kiêng kỵ, liền gật đầu đáp ứng. Đột nhiên lỗ tai giật giật, có âm thanh truyền đến. Hấp huyết thần, hấp huyết thần. Này, các người nghe, có phải là ai đang nói chuyện? Hình như hô cái gì mà hấp huyết thần không? Ở này, âm khí thật dày đó. Sa Trần và Tứ Mục đạo nhân cùng với Nhất Hưu đại sư ngẩng đầu, chỉ trông thấy trên bầu trời đêm đen như mực, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy âm khí cách bọn họ không xa. Khẳng định là có yêu nghiệt quấy phá, không thể không quản được. A Trần, chúng ta đi xem. Lúc này, ở phụ cận vang lên một tiếng đau đớn thảm thiết. Mọi người cả kinh. Tứ Mục đạo nhân, Nhất Hưu đại sư, Thanh Thanh và Gia Nhạc tê dại cả da đầu. Nhậm Đình Đình nghe cũng có chút sợ hãi. Là hắn? Sắc mặt của Sa Trần đại biến, ôm Nhậm Đình Đình tiến lên bên đó. Chương 350, cương thi đời thứ ba. Sáu người xông vào trong rừng, nhìn thấy một người mặc đạo bào màu vàng, là một đạo sĩ đang nằm dạp ở trên mặt đất,
cả người đầy máu, nhìn gò má của hắn. Sa Trần và Tứ Mục đạo nhân cùng hô lên. Tứ Mục đạo nhân cũng không để ý Sa Trần vì sao mà lại biết Thiên Hạt đạo nhân. Hắn là đang quan tâm đến sư đệ, liền chạy tới. Sư huynh, không được qua đây. Thiên Hạt đạo nhân bỏ lên phía trước một bước run rẩy. Không được, đi mau đi. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Tứ Mục đạo trưởng, đừng có đi qua, mọi người lui lại. Sa Trần nắm lấy bả vai của Tứ Mục đạo nhân, kiên quyết kéo hắn ra đằng sau lưng, sau đó đi tới hướng của Thiên Hạc đạo nhân. Đừng qua đây mà. Đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Sa Trần ngồi xổm người xuống, nhìn thấy một bộ thi thể đang nằm ở bên cạnh Thiên Hạc đạo trưởng. Ở trên cổ thi thể có hai cái lỗ răng, vẫn chưa biến thành cương thi. Ở trên ngực có cắm một thanh đào mộc kiếm. Người này cũng mặc đạo bào màu vàng, không phải là đồ đệ của Thiên Hạc đạo nhân thì cũng là đồng môn. Cẩn thận! Tứ Mục đạo nhân hô to. Thiên Hạc đạo nhân bỗng nhiên quay đầu, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Đôi con mắt màu xám tràn ngập điên cuồng, sát cơ và khát máu bùng phát lên. Là đời thứ tư, là mắt xám cương thi. Sa Trần đồng tử co lại, xuất thủ nhanh như điện, túm lấy cổ Thiên Hạc đạo nhân, nhấc hắn lên. Sư đệ, ngươi... Tứ Mục đạo nhân nhìn thấy trong miệng của Thiên Hạc đạo nhân trợn tròn, con mắt màu xám, có vẻ không dám tin. Hắn bị cương thi tướng thần cắn, biến thành cương thi đời thứ tư đó. Sa Trần chần chừ lấy ra một bình cương thi Mỹ Sa Đồng rót vào trong miệng của Thiên Hạc đạo nhân. Thiên Hạc đạo nhân chậm rãi bình ổn trở lại. Sa Trần nhẹ buông tay, ném hắn xuống đất. Mắt cũng không dám nhìn Tứ Mục đạo nhân. Thật xin lỗi sư huynh, xin lỗi. Ta và bốn đệ tử Đông Tây Nam Bắc đi qua nơi này đụng phải một con cương thi. Ê, chúng ta đánh không lại, lại còn bị cắn. Ta giết, A Đồng bị giết, ta muốn tự sát, nhưng ta giết không được chính bản thân mình. Thiên Hạc đạo nhân nghẹn ngào khóc lên. Sư đệ. Sắc mặt của Tứ Mục đạo nhân biến ảo, nhiều lần muốn giơ đào mộc kiếm lại buông xuống. Sa Trần đột nhiên nói. Tứ Mục đạo trưởng, tướng thần cương thi và hạn bạt giáp thi có khác biệt. Tướng thần là cương thi cao cấp, có nhân tính, chỉ cần kiềm chế được cơn nghiện máu thì cũng không khác gì người bình thường. Ngươi không cần thiết phải giết hắn. Nghe vậy, Tứ Mục đạo nhân đại hỉ. À Trần, ngươi có biện pháp kiềm chế cơn nghiện máu của sư đệ? Có thì có, chẳng qua cần Thiên Hạc đạo trưởng phải ở bên cạnh ta một thời gian. Có là tốt rồi. Tứ Mục đạo nhân thở phào nhìn Thiên Hạc đạo nhân. Sư đệ, hắn là A Trần, cũng là đệ tử Mao Sơn. Hắn đem Mao Sơn truyền thừa giao cho ta và sư huynh, vốn là muốn tìm đệ về để truyền cho ngươi. Ngươi biến thành cương thi. Hay... ngươi là sư đệ của bốn mắt ta, là đệ tử của Mao Sơn. Ta hy vọng ngươi tuân thủ quy môn, hào hào đi theo A Trần, không được làm ác. Bằng không ta và sư huynh nhất định không tha ngươi. Vâng, sư huynh. Thiên Hạc đạo nhân hành lễ. A Trần, sau này thì đi theo người vậy. Thiên Hạc đạo nhân nhìn sang Sa Trần nói. Kỳ thật, người cũng không cần phải chống cự thân phận cương thi. Chỉ cần người khống chế được cơn nghiện máu, người có thể sống như là một người bình thường. Cảm nhận được, sau khi biến thành cương thi, toàn thân tràn đầy lực lượng. Cỗ lực lượng này thậm chí có thể địch nổi Dạ Du Pháp Sư. Nếu như người dùng cỗ lực lượng này làm thiện thì có thể tạo phúc cho nhân loại. Lực lượng là không phân chia chính tà, chỉ là có người là làm việc chính và việc tà mà thôi. Thiên Hạc đạo nhân, Tứ Mục đạo nhân và Nhất Hưu đại sư đều có suy nghĩ như vậy. Tứ Mục đạo nhân cười nói. Ê, nói như vậy, sư đệ là trong họa có phúc đó, chớp mắt đã có thể địch nổi Dạ Du Pháp Sư, làm cho đến cả ta cũng muốn biến thành cương thi đây. Sư huynh, nếu không thì ta cắn huynh một miếng. Thiên Hạc đạo nhân cười gượng. Đừng có nói đùa sư đệ, nếu như ngươi mà dám hút máu người, ta sẽ giết người đó. Đây là ranh giới cuối cùng, ranh giới cuối cùng của một đệ tử Mao Sơn. Tứ Mục đạo nhân nghiêm túc. Thiên Hạc đạo nhân trịnh trọng gật đầu. Thiên Hạc đạo trưởng, vậy cương thi đời thứ ba kia đâu? Sa Trần quan tâm hỏi. Đang ở phụ cận, người muốn tìm hắn, hắn rất lợi hại đó. Thiên Hạc đạo nhân khuyên nhủ. Nói đến cương thi đời thứ ba, thân thể của lão cũng run lên. Nhưng không thể để mặc kệ hắn hút máu. Sa Trần nói xong, chỉ vào lên không trung một cái, một ngọn lửa màu xám rơi vào trong thi thể của A Đông, trong nhấp mắt biến mất. Vẻ mặt của Thiên Hạc đạo nhân bi thương,
trong mắt hiện lên từng tia hận ý. Ta đưa các người đi tìm hắn, ta muốn giết hắn để báo thù cho A Đông. Từng thôn dân cầm đuốc giơ cao, thần thái cuồng nhiệt hô tới hướng đến một thanh niên. Thanh niên cười to, trong lòng đầy khoái ý. Thanh niên này là Hồ Nhị, là từ phương Bắc tới. Hắn là một hiểu tử nổi danh ở trong thôn. Nhà có mẹ bị bệnh liệt giường. Hồ Nhị tiêu hết toàn bộ những tích lũy trong nhà cũng không chữa được hết bệnh cho mẹ. Thân thể của mẹ càng ngày càng suy yếu, chuẩn bị chết. Một lần tình cờ, hắn nghe nói trong tòa miếu phụ cận có thần tiên. Cúng bái rất linh, dường như vớ được cây cỏ cứu mạng. Hắn chạy tới bái thần bái Phật. Lúc trở về thì mẹ hắn đã tắt thở. Từ đó về sau, hắn mất đi tinh thần, gặp miếu liền phá. Cho đến một ngày, hắn gặp ba người, một người trong đó cắn hắn. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình đã thay đổi, thân thể tràn đầy lực lượng. Người bị hắn cắn trở nên rất cường đại. Hắn đột nhiên cảm thấy mình mới là thần. Không gì là thần không làm được, có thể ban cho người ta vĩnh sinh và lực lượng. Nhưng tiệc vui chóng tàn, hắn cắn người cứu mạng, lại gặp phải một nữ nhân truy sát, suýt chút nữa thì chết. Một đường chạy trối chết tới cái thôn này. Bởi vì cắn hai thôn dân sắp tắt thở mà bị người thôn dân gọi là hấp huyết thần. Hắn rất đắc ý, cảm thấy mình hành động thật sự là giống thần. Quả nhiên là cương thi đời thứ ba. Bọn Sa Trần và Tứ Mục Đạo Nhân nhìn trong đám người đang cuồng nhiệt, nhìn về phía thân ảnh trước mắt, sát ý ngưng tụ. Các người thờ phụng ta, ta sẽ hồi báo. Bây giờ ta ban thưởng cho các người sự vĩnh sinh, ban thưởng cho các người lực lượng. Đi đi. Thanh niên vung tay. Có hai thôn dân đứng ở cách hắn một đoạn hé miệng giống to. Chính là hai con cương thi đời thứ tư mắt xám. Hai con cương thi nhào tới đám thôn dân. Thôn dân vẫn đang hô to hấp huyết thần. Là vô tri. Tứ Mục Đạo Nhân than nhẹ. Thiên Hạc Đạo Nhân siết chặt nắm đấm muốn xông ra. Thế nhưng Sa Trần đứng chặn hắn lại. Song trưởng hóa thành màu kim sắc, lập tức thuấn di lướt đi. Hai trưởng đánh thẳng vào ngực của cương thi đời thứ tư. Hai con cương thi đời thứ tư bắn về đằng sau như đạn pháo, văng về phía chỗ Hồ Nhị. Muốn chết. Con mắt màu cam của Hồ Nhị âm lãnh đến đáng sợ, tùy tiện né tránh, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Sa Trần. Tới đúng lúc lắm, ta đang muốn xem thất tình yểm nguyệt đao đây. Bàn tay của Sa Trần mở ra, một thanh đao 4 mét hiện lên, ngân quang bùng phát, phong mang tất lộ, một đao bổ tới. Tiếng kèn giòn vang, giống như là sắt thép va chạm. Ở trên người Hồ Nhị bốc lên tia lửa, cả người bay văng ra ngoài, đập xuống đất, dẫn phát đến kịch liệt nổ tung. Hai con cương thi đời thứ bô tư bạo xông, Sa Trần cười lạnh, sức mạnh luyện hóa khuếch tán, đem bọn họ luyện sạch. Ở dưới Nhật Du, hắn có thể tùy ý luyện hóa bất kỳ điều gì. Luyện hóa tướng thần có lẽ sẽ có thu hoạch lớn. Sa Trần cười khẽ, đột nhiên oành một tiếng nổ vang, Hồ Nhị bay lên, trong miệng phát ra gào thét giống như dã thú. Sa Trần giống như mũi nhọn, phóng tới chỗ Hồ Nhị, tốc độ nhanh đến mức Hồ Nhị này phản ứng không kịp. Khi nắm đấm của hắn sắp đánh lên ngực của Hồ Nhị, một bàn tay bỗng nhiên chặn hắn lại. Hắn là hấp huyết thần, hắn đã chết rồi, chúng ta còn chơi cái gì? Không được. Sa Trần quay phắt lại, nhìn sang bên đó. Hết chương 350. Hết tập 54. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.